chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ tách cái cây mà củ gỗ ra để trồng vào một cái giá thể mới. Thì hôm nay em sẽ ghép lên cái cây thổ quạ đây. Cái cây thổ quạ này em buộc củ gỗ. Với những cái cây thổ quạ này mà các bác mua về mà người ta trồng trong chậu ấy, thì các bác kiếm những cái củ gỗ này, thế nó cong cong này và có cái điểm ngồi. Có điểm ngồi như này này. Đấy. Có điểm ngồi ra như này. Thì là các bác để một cái cây thổ quạ lên đây như thế này. Thì là cái cây nó phát triển và sau nó sẽ hướng thẳng lên trên. Hướng thẳng lên trên. Còn ở chỗ này thì nó là chứa những cái bộ rễ của cây thổ quạ. Thì nó sẽ, chúng ta sẽ ghép cái cây lan vào đây. Ghép cái cây lan vào đây thì chúng ta sẽ tách những cái cây ở bên cái giò này ra. Đấy. Thì cái giò, một trong những cái giò lan mà chúng ta ghép vào gỗ hay là ghép vào những cái giá thể cũ thì thường là nó sẽ bám rễ rất là nhiều. Nó bám rễ rất là nhiều. Nhưng đây, khi mà nếu anh chị mà có thời gian ấy, có thời gian mà chúng ta nên tưới nước đây này, anh chị nhìn này. Đấy, khi mà tưới nước nhiều ấy, tưới nước nhiều chúng ta ngâm cái giá thể ở trong nước ấy thì những cái rễ này nó sẽ bong ra dần này. Đây này, những cái đoạn này này, đây anh chị thấy này. Đấy. Nó sẽ bong ra và nó sẽ rất là dễ mà chúng ta cắt nó ra thì nó sẽ có thể là sẽ giữ được một số những cái rễ mà nó còn tươi. Đây như những cái rễ dưới này mọi người nhìn này. Nó lộ hẳn ra này. Đấy. Khi mà mình tưới nhiều nước nó sẽ gần như là không còn bám nhiều vào cái giá thể nữa. Không còn bám nhiều vào những cái giá thể này thì chúng ta có thể cắt và lọc lại được một số những cái rễ còn tươi. À, đấy là nếu như anh chị có thời gian. Còn nếu như em thì ví dụ như những cái cây đây này. Đây anh chị nhìn này. Những cái vị trí sát cái gốc này vẫn còn rất là nhiều cái rễ này mà chúng ta có thể là giữ được ngay đây này, gẩy cái này nó lên luôn này. Đấy. Nó lên luôn. Thì có cái khi mà anh chị tưới mà nó tưới nước nhiều đây này. Bóc ra rất là dễ. Đấy, tưới nước nhiều bóc dễ này. Thì anh chị có thể cắt nó đi. Cắt cái phần này đi này. Thì chúng ta vẫn giữ được cái bộ rễ này của nó. Giữ được cái bộ rễ này của nó. Bộ rễ này của nó thì nó không còn bám vào đây này. Thì giữ được cái bộ rễ này thì chúng ta ghép sang cái giá thể mới thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó có những cái rễ cũ này thì nó sẽ nhanh hồi phục hơn. Nhưng còn em thì thường thì bên em thì hay cắt trụi hết. Một là nếu mà có thời gian anh chị nên cắt để mà giữ lại những cái rễ này, xong chúng ta ghép sang cái giá thể mới thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng còn bên em thì đây này, cứ tưới sâu anh chị nhìn này, những cái rễ gần gốc của nó này, nó bong lên hết. Nó bong và nó rất là dễ để lấy ra. Rất là dễ lấy ra. Anh chị nếu mà có thời gian ấy thì nên bóc để giữ lại cái bộ một ít rễ ở gần gốc này. Đây này. Đấy, nó lên cả mảng này. Đấy. Khi mà anh chị tưới ấy, tưới đẫm nước nó sẽ lên cả mảng luôn. Nó sẽ lên cả mảng rễ và tách những tách những cái cây này ra. Thế nên là có một số những cái bài viết của em ấy thì em cũng nói rằng là các chị nên tưới nước trước khi mà mình tách. Thì đấy là với cái hoàng thảo phi điệp thì chúng ta, hoặc là những một số những cái cây thân thòng ấy thì chúng ta nên giữ rễ hoặc không. Nhưng còn với những cái cây giáng hương thì nên cần tưới như thế này. Đây anh chị nhìn thấy không? Đấy, bóc một cái là nó sẽ ra hết cái giá thể ở trong này. Cái giá thể ở bên cái rễ bám vào giá thể sẽ bóc hết. Thì khi mà anh chị mà rảnh rỗi thì nên làm như này để nó giữ lại những cái rễ tươi này, những cái rễ màu trắng này. Những cái rễ màu trắng này chúng ta giữ lại này. Còn những cái rễ mà đen mà khô ấy thì chúng ta có thể cắt đi, màu vàng đây như này này. Rễ khô này. Đấy. Thì chúng ta có thể cắt đi. Thì khi mà anh chị ghép thì có thể giữ lại những cái rễ tươi, còn không thì rễ cũ này chúng ta cứ để nguyên và ghép vào cái giá thể mới. Ghép vào giá thể mới thì chúng ta có thể trồng lên chậu. Trồng lên chậu thì anh chị có thể tham khảo lại cái video mà em trồng trên chậu của cái cây phi điệp này, trồng rất là nhanh. Chúng ta chỉ cố định làm sao để cho cái cây này nó cố định vào một cái giá thể hoặc một cái chậu để cho nó dễ thôi. Còn như bên em thì em thường hay cắt trụi, bởi vì cũng làm cắt trụi thì cắt trụi dễ này, cắt trụi hết dễ đi thì làm việc nó nhanh hơn, nó sẽ đỡ mất thời gian để giữ những cái rễ này, bởi vì khi mà chúng ta muốn bóc được những cái rễ này mất rất nhiều thời gian, rất lâu. Nhưng còn bên em thì thường là hay là cắt trụi cái rễ đi và xong là ghép vào cái giá thể mới. Ví dụ như là ghép vào cái cây thổ quạ đây. Khi mà ghép vào cái cây thổ quạ bên này này. Đấy. Thì chúng ta sẽ ghép vào dưới cái phần thổ quạ của nó. Ghép cái phần dưới của cái thổ quạ này. Nhưng nhớ là anh chị ghép là phải hướng cái mầm này ở trên. Đấy, cái mầm nên ghép hướng như này. Hướng lên trên như này. Thì là cái mầm nó hướng lên trên và chúng ta ghép một vòng xung quanh cái gốc của cái cây thổ quạ. Đấy. Thì đây như cái góc này chúng ta sẽ ghép trước. Ghép thì anh chị nên chuẩn bị những cái sắt dài như này hoặc là ngắn hơn.
dài khoảng tầm độ 20 cm, chúng ta bẻ đôi ra thì nó dài như này. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái bộ rễ này của nó. Thì trước khi cắm thì anh chị nên gài nó vào những cái cây này. Đấy, rất là đơn giản. Gài vào những cái khe. Đấy đây. Gài vào những cái khe. Gài chắc chắn như này rồi. Đấy. Gài chắc chắn như này. Đấy, có nghĩa là nó tùy từng cái nha anh chị nhá. Có cái thì chúng ta có thể gài luôn, cái thì chúng ta không gài luôn. Chúng ta nên gài vào, xong chúng ta cắm vào đây. Đấy. Khi mà cắm vào một cái mà chúng ta chưa cảm thấy chắc ấy, thì chúng ta có thể cắm thêm một cái nữa. Nhưng về cơ bản là chúng ta chỉ cần cắm vào đây để cho nó chắc. Cắm khoảng 2 chiếc để cho nó chắc. Và cái quan trọng ấy là chúng ta chỉ cần cắm chắc vào đây. Và cái mầm này hướng lên trên. Cơ bản nhất là cái mầm hướng lên trên. Bởi vì khi cái mầm này mà nó quay xuống dưới ấy, thì nó cũng được thôi. Nó sẽ rủ luôn. Nó ra mầm nó sẽ rủ luôn như này. Nhưng mà nó quay xuống dưới như này thì khi mà chúng ta tưới nước ấy, thì nước từ đây đến từ đây và nó sẽ xuống những cái mầm này. Và nó ở dưới này nó rất là dễ bị thối và dễ bị hỏng cái mắt, hỏng cái mắt của nó. Hỏng cái mắt mà mầm cây á. Đấy, thế nên chúng ta là như em là em hay ghép ngược lên này. Đấy thì đằng nào khi nó ra nó cũng sẽ cong và nó sẽ rủ xuống mà. Thì nó là rất là đơn giản thôi. Chúng ta cứ ghim những cái que sắt vào như này, xong ghim vào đây. Ghim vào cái giá thể của cái cây tổ quạ này. Ghim vào như này là xong. Chúng ta có thể ghim thêm một số cái bởi vì tùy theo từng cái cây mà chúng ta ghim nhiều hay ghim ít làm sao để cho nó chắc chắn vào đây. Nếu không chúng ta ghép vào những cái gỗ này cũng được, nhưng mà nên là ghép vào cái cây tổ quạ, trực tiếp vào cái tổ quạ này nó ẩm. Bởi vì nó ẩm như này thì nó nhanh ra rễ và nó rất là tốt. Ở trong nếu như mà nhà anh chị mà có sân vườn thì nên trồng những cái cây tổ quạ như này. Đấy, trồng những cây tổ quạ này và ghép nhiều cây lan thì nó cũng rất là đẹp. Đấy, thì đây là một cái cục tổ quạ và chúng ta cũng có thể ghép nó ở một cái kép lan ở dưới xung quanh thì nó cũng rất là đẹp. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số cách trồng và cách chăm sóc ở trên kênh Thiên Đường Ngắn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.